À, chào bạn, và khi bạn luyện tập kỹ năng nói chuyện đám đông thì bạn có thấy một cái từ khóa quen thuộc đó là luyện tập trước gương không ạ? Đây là một trong những cái gợi ý mà khi mà các bạn học bất kỳ một cái chương trình nào hay là của ai thì họ cũng sẽ luôn dành cho bạn một cái gợi ý là hãy luyện tập trước gương. Nhưng mà các bạn có hiểu được bản chất của việc luyện tập trước gương hay không? Và nó sẽ mang lại cho bạn giá trị và lợi ích gì? Hay là luyện tập như thế nào cho nó phù hợp? Và liệu bạn có luyện tập đúng cách hay không? Thì hãy nghe hết video này để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái chuyên đề là cái phương pháp luyện tập trước gương. À, thưa các bạn, thì các bạn cứ tưởng tượng như cái máy tính mà tôi đang ngồi trước mặt đây là một cái gương, đúng không ạ? Mà chúng ta có thể trang điểm là make up. Vậy thì mình mới hiểu cái mục đích của cái gương làm gì ạ? Cái mục đích của cái gương đó là chúng ta sẽ soi lại cái bản thân mình. Soi lại bản thân mình có đúng với những gì mà mình mong muốn hay không này. Nếu các bạn make up, đúng không ạ? Thì nó có đúng với những gì mình mong muốn hay không này. Cái khuôn mặt này, cái mái tóc của các bạn, nó có đúng với cái kiểu tóc mà chúng ta đang muốn vuốt hay không? Thì bản chất của cái gương đó là chúng ta soi lại những thứ mà bạn muốn. Và các bạn tưởng tượng được rằng khi mà chúng ta luyện tập trước gương ấy, đa số tất cả các bạn là chúng ta không hiểu bản chất vấn đề. Tức là gì? Là các bạn chưa hề có một cái tiêu chuẩn để các bạn có thể luyện tập trước gương. Và các bạn nhớ rằng là các bạn khi mà các bạn luyện tập trước gương thì bạn phải đặt ra một cái tiêu chuẩn. Đó là khi bạn luyện tập, tôi giả dụ nhé, các bạn đứng thế này đi, các bạn đứng trước gương của mình để làm gì ạ? Để các bạn sẽ ngắm cái phong thái của các bạn, từ cái tay chân, từ cái cử chỉ, từ cái ánh mắt mà chúng ta tương tác với mọi người. Mình sẽ cùng nghe và ngắm cái cách mình diễn đạt, từ cái ánh mắt, biểu cảm, cái cử chỉ, cái giọng nói của bạn, để xem rằng trong gương mình đã luyện tập đúng với những gì mà mình mong muốn hay chưa. Nhưng đa số các bạn là chúng ta luyện tập mà không hề hiểu điều đó. Các bạn theo kiểu là các bạn đứng trước gương thế này. Các bạn chào tất cả các bạn, thì hôm nay thì tôi nghĩ thế này, chỉ ngắm mình. Các bạn rất là vu vơ, theo kiểu rất là tự nhiên, theo kiểu là các bạn cũng không có định hình được cái phong cách chuẩn. Cho nên dẫn đến cái trường hợp là khi các bạn có luyện tập trước gương kỹ đến đâu đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt nhất. Và bản chất của việc luyện tập trước gương đó là chúng ta sẽ cần phải định vị cho mình một cái phong cách. Thưa các bạn, thì đây là cái live stream, thì tôi giả dụ đây là trước gương đi. Các bạn đứng trước gương của mình. Thứ nhất là các bạn phải chuẩn bị sẵn một cái tệp tài liệu, hoặc là các bạn có thể ghi nhớ thông tin trong đầu thật kỹ. Và điều thứ hai đó là để có hiệu quả thì bạn phải định vị một cái phong cách của bạn. Đó là khi mà bạn chia sẻ trên sân khấu, bạn sẽ mong muốn mình sẽ có một vóc dáng như thế nào, mình sẽ tương tác mọi người ra sao, tay chân của mình khép vào hay là mình mở ra, hay là mình di chuyển như thế nào, đúng không ạ? Thì cái này nhá, tùy vào góc nhìn của các bạn. Các bạn thích thế nào thì bạn hãy định vị cho mình một cái phong cách như vậy. Và khi bạn đứng trước gương là bạn đang soi lại những gì mà bạn đang mong muốn được nhìn thấy từ chính cái mà bạn đang định vị. Hãy định vị cái điều đó, cộng thêm là chúng ta định vị cái biểu cảm của bạn, cái giọng nói của bạn nhấn nhá, nhanh chậm ra sao. Thì bạn hãy nghiêm túc, bạn đứng trước gương, bạn luyện tập, bạn vừa luyện, bạn vừa nhìn ngắm những cái phong cách của mình, thì đó mới là luyện tập trước gương. Còn nếu như bạn mà còn đang có những cái gọi là cách thức và phương pháp luyện tập theo kiểu là chưa định vị được cái phong cách, chưa định vị được nội dung, cứ lên ngắm mình thôi, theo kiểu cho có thôi, xong vuốt tóc rồi nói chuyện rồi bắt đầu đứng thì cũng chả biết là cái dáng thể loại gì. Thưa các bạn, thì tôi không hiểu các bạn sẽ thay đổi như thế nào đây. Cho nên ấy, các bạn hãy nhớ cái từ khóa là chúng ta phải định vị một cái phong cách thật chuẩn theo cái góc nhìn của bạn. Bạn có thể học tôi trên một video nào đó để bạn định vị một phong cách, hoặc bạn có thể học một ai đó, là tùy các bạn nhé. Nhưng cái quan trọng nhất của bạn đó là bạn cần phải định vị cho mình một cái phong cách và nội dung chuẩn, và sau đó mình tập luyện tập một cách nghiêm túc. Nhưng hãy nhớ trong nguyên tắc của luyện tập, nói thì phải to, phong cách nó phải gì ạ? Đúng theo những gì mà chúng ta mong muốn, cộng thêm vào nội dung các bạn chia sẻ và thuyết trình không được ngắt quãng. Bạn đang muốn chia sẻ một bài thuyết trình đâu đó tầm 15 phút hay là 30 phút thì bạn phải nghiêm túc luyện tập trước gương của mình trước 15 phút và 30 phút đó, chứ không phải là bạn cứ đọc được vài câu hời hợt, giọng thì nhỏ, quá hời hợt, được 1-2 phút thì lại nghỉ, xong lại tập tiếp và nghĩ rằng là mình sẽ làm được. Thưa các bạn, không bao giờ có chuyện đó, trừ khi bạn đứng trước gương, bạn chia sẻ một cách rất là tự tin và tự nhiên, nói to ra hôm nay tôi sẽ chào thế nào, tôi sẽ giới thiệu thế nào, tôi sẽ phân tích ra sao, tôi sẽ đúc kết bài chia sẻ thế nào, và tôi sẽ chia sẻ thông điệp gì. Những cái điều đó bạn phải được thể hiện một cách chân chu từ đầu cho đến cuối. Nếu như bạn có thể làm tốt điều đó bằng một giọng nói to tự tin thì tôi khẳng định rằng không có lý do gì bạn đứng trước sân khấu, bạn đứng trước đám đông mà bạn không chia sẻ được cả.
Cho nên là nếu như bạn nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong cái câu chuyện này, thì tôi muốn bạn chúng ta hãy định vị lại cho mình một cái phong cách và một cái khái niệm mới trong việc mà các bạn đang thuyết trình trước gương. Và thưa các bạn, luyện tập trước gương nó chỉ là một phần trong rất nhiều những cái phương pháp để các bạn luyện tập thôi. Cái quan trọng nhất của bạn trong việc chúng ta rèn luyện kỹ năng nói, đó là chúng ta phải xây dựng ra được thật nhiều nội dung hay. Luyện tập bằng việc giao tiếp, luyện tập bằng việc chúng ta đứng trước gương, luyện tập bằng việc các bạn quay video, luyện tập bằng việc các bạn live stream chia sẻ tâm sự với những cái người trên mạng xã hội, trên internet, luyện tập bằng việc các bạn đứng trước cán bộ nhân viên, trước khách hàng của chúng ta để có thể tự tin chia sẻ nó. Bất kỳ cơ hội nào hãy cố gắng thể hiện. Nhưng thưa các bạn chỉ tự tin thể hiện khi bạn đã có sự chuẩn bị tốt thôi. Cho nên hãy nhớ rằng là không chuẩn bị là sự chuẩn bị cho sự thất bại. Còn nếu bạn mong muốn được hoàn thiện kỹ năng nói, kỹ năng chia sẻ đám đông của mình thật tốt, thì hãy nhớ là subscribe kênh để chúng ta có thể nhận được thật nhiều những bài học giá trị nha. Cảm ơn bạn.